Thị trường tài chính Việt Nam đang trên đà phát triển rất mạnh mẽ. So sánh với các nước khác như Singapore và Malaysia thì họ đã phát triển rất là lâu rồi. Còn bây giờ là thời điểm mà Việt Nam đang có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Tôi tin tưởng rằng trong tương lai, thị trường tài chính của Việt Nam không thua gì các nước Singapore hay Malaysia. Và với sự ra đời của tổ chức giáo dục TIPLA cùng chương trình đào tạo tuyệt vời, sẽ giúp cho rất nhiều người Việt Nam nói riêng và nhiều người trên thế giới tiếp cận tài chính thông minh và dễ dàng hơn.